Dạ hello xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha Hôm nay thì em cũng sẽ lên nhanh thêm một cái video nữa giới thiệu thêm một số dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em Thì chương trình này thì ngày hôm qua em cũng đã có báo rồi Ngày hôm nay em vẫn tiếp tục thanh lý cho quý khách hàng một lô Samsung nữa nha Đầu tiên thì để đến với những dòng sản phẩm ngày hôm nay thì em xin phép một phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em nha Bên em là cửa hàng di động thành phố chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube thì quý khách hàng có thể tìm kiếm những cái video báo giá cũng như là những chương trình giới thiệu máy bên em bằng cách gõ tên cửa hàng em đó là di động thành phố nha. Số điện thoại liên hệ để mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em đặc biệt thì chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng cho máy lỗi cho nhà sản xuất. Đặc biệt phần mềm thì bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy. Bên em có gửi hàng toàn quốc nha. Và để tránh những cái trường hợp bom hàng hay một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh ấy, thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50 ngàn, 100 ngàn sau đó bên em sẽ gửi hàng đi cho những khách hàng mới nha Còn những khách hàng mà đã mua hàng bên em nhiều lần rồi thì không cần thiết phải cọc cứ liên hệ trực tiếp cho em chọn những dòng sản phẩm và sau đó bên em sẽ gửi hàng đi thôi nha Phí vận chuyển bên em đồng giá sẽ là 40 ngàn cho phí vận chuyển trước khi mình thanh toán thì mình sẽ được khui hàng kiểm tra trước đúng hàng đúng sản phẩm như mình mới nhận nha thì hình thức mua bán bên em thì em có để trong phần mô tả video thì quý khách hàng cũng có thể tham khảo lại giúp em bây giờ cũng không làm mất thời gian của mọi người em sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nhé dòng sản phẩm đầu tiên thì tiếp tục với cái chương trình S20 Plus thanh lý ngày hôm qua cái hàng demo đó. như những cái dòng mà máy công công ty người ta trưng bày người ta thanh lý ra cho mình á. thì tiếp theo ngày hôm nay từ cái hàng S20 Plus ngày hôm qua thì bây giờ em sẽ có tiếp theo được cái hàng S22 Plus cho mọi người nha thì những cái lô máy này em chỉ có được đúng hai cái lô này thôi đó là lô S20 Plus em thanh lý ngày hôm qua S20 Plus thì ngày hôm qua nó sẽ là những cái phiên bản như thế này cho mọi người đấy thì những cái phiên bản này thì hiện tại bên em đang thanh lý là chỉ có 3 ,9 triệu chín cho máy trần thôi nếu như mình lấy thêm phụ kiện như là một bộ cốc cáp sạc nhanh 25W thì hỗ trợ giúp em đó là 100 ngàn thì chẳng 4 triệu đồng cho một con Samsung Galaxy S20 Plus nha đấy máy về hàng xinh đẹp nhưng mà kiểu như là hàng demo cho nên là nó bắn cái email vào trong màn hình rồi nó bắn một cái mã đây một cái mã vào trong màn hình này cái này không ảnh hưởng gì đến cảm ứng cũng như là không lưu ám gì hết nha mọi người nha mình bật lên mình sử dụng bình thường luôn nhưng khi mình để màn hình tối nè mình sẽ thấy được nha đó cái S20 Plus phiên bản này là hiện tại em còn phiên bản một sim nha RAM 12 GB và bộ nhớ sẽ là 256 GB mà mức giá chỉ có 3 triệu chín thôi nha ốp lưng và cường lực dòng này bên em chưa về kịp nha mọi người nha và cũng là S22 Plus S22 Plus thì hiện tại ở em cũng bán ra với mức giá là mấy trần thôi nha mọi người nha phụ kiện như là ốp lưng cũng như là cường lực thì dòng này bên em chưa về kịp nói chung là máy nó về trước thì bên em cũng ra, ra bán máy trước thôi mai mốt mà phụ kiện về quý khách hàng có nhu cầu lấy thì bên em chỉ tặng thôi chứ cũng không có tính tiền nha tặng thôi và quý khách hàng trả tiền ship nếu như mình ở xa với bên em em gửi hàng đến rồi mình trả tiền ship giúp em là được cái đó là em tặng thôi nha Đấy. trên tay em đây là S22 Plus nha mọi người nha Samsung Galaxy S22 Plus mã này là nó là mã Hàn Quốc nha mọi nha phiên bản Hàn Quốc hiện tại những con này đang chạy phiên bản iOS Android sẽ là Android 14 nha mọi nha con này thì hiện tại em đang bán ra với mức giá là chỉ có 5 triệu 900 ngàn thôi rẻ hơn trên thị trường lên đến là khoảng tầm 3 triệu đồng nha mọi nha rẻ hơn khoảng tầm 3 triệu đồng màn không lưu không ám nha lưu ý giùm em là màn không lưu ám máy là xinh đẹp ha tình trạng máy thì mình đánh đồng như là khoảng tầm 98 99 trăm nha mọi nha 98 đến đấy một sim nha bản này là một sim và cái màn hình của nó cũng bị bắn email nha người nha những cái mặt hàng demo tức là hàng mặt hàng trải nghiệm của chính hãng đưa ra cho mình ấy thì tất cả những con này nó đều bị bắn email hết đây mọi người sẽ thấy nè nó sẽ bị bắn một cái dãy dãy mã đây nè đấy mình sẽ nhìn trên màn hình nè nó bị bắn cái dãy mã nha <laughs> tất cả đều bắn dãy mã hết cho người nha đây những con này cũng vậy nha đấy mọi người sẽ thấy trên màn hình đó nè nó bắn cái uh, hai cái dãy mã nè nhưng mà cái này là không lưu ám nha mọi người nha. mình nhìn vào là nó không lưu ám nha khi mình mở lên thì mình thấy nó hơi mờ mờ một tí nè này, mình nhìn trực tiếp trên màn hình nè mình thấy nó hơi mờ mờ một tí nhưng mà một tí thôi cái này nếu như mình chủ đề màu tối thì không thấy luôn cái này là nó bắn cái may trực tiếp trong hãng nó đưa ra cho cái hàng demo tức là cái hàng trưng bày trải nghiệm chứ không phải là kiểu như là lưu ám hay là mình thay sửa gì nha mọi người nha. không phải nha máy vẫn cam kết là máy nguyên sinh chế độ bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng nha Đây. mình để chủ đề màu tối nha, mình dễ thấy nó hơn nè Đó. Còn lại chức năng là full hết, những phiên bản này là phiên bản Hàn Quốc thì nó sử dụng cho mình là một sim, RAM thì sẽ là RAM 8 GB và bộ nhớ sẽ là 256 GB nha. RAM 8 GB và bộ nhớ sẽ là 256 GB. Đây RAM 8 nè, nó vẫn hỗ trợ cho mình cái RAM Plus cho mọi người nha. Dòng này nó vẫn hỗ trợ cho mình cái RAM Plus là khoảng tầm 8 GB RAM ảo. Thì tương đương thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm RAM 16 GB, bộ nhớ là 256 GB tha hồ sử dụng rồi nha mọi người nha. Đấy. Chức năng thì em bao full tất tần tập 100% tại vì ở đây em đã bao là máy nguyên zin rồi. Đây là hàng thanh lý trực tiếp cho nên là mình không có cần phải lo lắng về chất lượng nha mọi người nha. Những cái mặt hàng demo này thì chất lượng cực kỳ ok luôn. Đấy. Camera này kinh nó là rõ nét hết nha về một số cái thông số cơ bản của dòng này như là công nghệ của nó sẽ vẫn sẽ là công nghệ dynamic amoled nè đấy màn con này là màn hình phẳng nha dynamic amoled 2 x độ phân giải của nó sẽ được là full hd cộng nha chip thì cực kỳ mạnh luôn Snapdragon ra gần 1 game mọi nha nha con chip này bao cho mình chiến game chứ nó là thoải mái luôn mức giá thì nó sẽ rẻ hơn một con máy 99 rẻ hơn một con máy 99 lên đó là khoảng tầm gần 3 triệu đồng nha mọi người nha đấy. cái điểm trừ duy nhất là nó là hàng demo thì nó có bắn cái mã email ở đây thôi cái, cái, mã giải mã ở đây thôi đây mình sẽ lấy hai cái dãy mã ở hai bên này và một cái dãy mã phía sau nè đó không ảnh hưởng gì là nó không có g luôn nha mọi người nha cái này là nó bán sẵn trực tiếp trong hãng cho mình luôn rồi chứ không phải là ra ngoài mình thay sửa gì nha S22 Plus nha mọi người nha ở đây thì cái lô này em không có nhiều đâu mọi người ở đây thì hiện tại em chỉ còn có hai 4 và 6 và 7 cây thôi đấy được uh, ngày hôm qua thì nó được gần 20 cây nhưng mà khi ngày hôm qua em cũng có báo trong chương trình ngày hôm qua em báo sơ sơ đấy thì cũng có nhiều khách hàng dặn và đặt hàng luôn thì, thì hiện tại ở đây em chỉ còn có 7 cây thôi nha mọi nha hai này thì hiện tại em thanh lý là chỉ có mức giá là 5 triệu 900 ngàn một máy thôi nếu như quý khách hàng lấy thêm một bộ cốc cáp sạc nhanh 25 quá thì hỗ trợ giúp em chỉ có 100 ngàn thì chẳng tròn 6 triệu đồng nha mọi nha chẳng tròn 6 triệu đồng thôi đấy. máy thì cam kết là máy nguyên xinh đẹp luôn nha và một cái dòng máy nữa mà em cũng mới vừa cập bến về đó là dòng iPhone 7 nha mọi nha iPhone 7 thì hiện tại bên em đang bán ra là 1 triệu 800 ngàn nha Đây là iPhone 7 phiên bản 32GB nha iPhone 7 phiên bản 32GB ở đây em sẽ về được cái mã màu trắng nha mọi <laughs> nha Tất cả những mã màu trắng hết, mức giá 1 triệu 8 thì bên em đã có tặng kèm phụ kiện như là ốp lưng, cường lực, cóc cáp sạc và quay lấy sim rồi nha đó là iPhone 7G 7G thì nó là full chức năng, full tác vụ Zalo, Facebook, Youtube, TikTok này kia nọ là thoải mái nha mọi nha tất tần tật chức năng em bao full tất tần tật chức năng nha mọi nha iPhone 7 g phiên bản 32 mươi máy quốc tế chuẩn luôn không dính bất kỳ một cái tài khoản nào nha mọi nha Đấy, iPhone 7 nha tiếp đến thì mình sẽ về với một cái dòng Libero một con máy nhật nha mọi nha đến tại thị trường nhật thì như em có báo thì đợt này đợt này cho đến tận cái đợt tết á thì những cái dòng máy nhật bên em về liên tục nha mọi nha Đấy. trong video này thì cái tiếng em nó hơi bị khàn khàn thì rất mong quý các thằng thông cảm nha tại vì em bị viêm xoang cơ địa á mọi người Và nhiều lúc mà trời trở trở, trở lạnh á tức là thời tiết thay đổi là bên em nó kiểu như là đau họng cũng như là viêm xoang đổ ra nó nghẹt mũi ghê lắm cái này thì cũng không có mổ được chỉ có uống thuốc thôi mọi người thấy viêm xoang cơ địa thì uh, nhiều khi là cái tiếng nó không được rõ thì rất mong quý các hàng thông cảm nha mình có thể nhắn tin vào zalo bên nhân viên bên em cũng có thể là chat tư vấn bên zalo tận tình hơn để cho mình dễ hiểu hơn tại vì cái giọng bây giờ nó hơi khàn khàn á mọi người Đấy mình sẽ về với một con libero nha mọi nha libero blip thì libero blip thì dòng này bên em về rất là nhiều hiện tại bây giờ những cái dòng mã nhật nhà em về rất là nhiều đợt vừa rồi thì chỉ còn có một máy màu trắng thôi đợt này nó đã có thêm mã màu vàng cho mình rồi nha phụ kiện thì dòng này bên trong nó không có phụ kiện gì đâu mọi người nó chỉ có sách hướng dẫn cũng như là một cái lời thân chào từ nhà mạng zte thôi nhà mạng zte này là nhà, nhà mạng đến từ thương thị trường thị nhật bản nha mọi người nha ở đây em sẽ có được hai cái phiên bản màu cho cái dòng libero blip nha mọi người nha libero blip 5 g một con máy gặp giá rẻ nhất thế giới luôn giá con này là rẻ nhất thế giới cho một cái hàng gặp có thể là nó có thể mắc hơn một số cái dòng máy Trung Quốc đấy nhưng mà máy Trung Quốc những cái dòng mà hàng nhái thôi chứ còn thì thật sự nếu như mà hàng chính hãng như thế này thì những con này giá là rẻ nhất thế giới nha mọi nha lúc nó ra mắt thì nó được nhận định là một con máy rẻ nhất thế giới rồi dòng này thì cấu hình cũng khá là ok luôn nha mọi nha mà mức giá thì nó rất rất là rẻ hiện tại bên em đang chỉ có mức giá là 4 triệu 750 ngàn thôi cho một con máy Libero Blip 5G máy mới hoàn toàn nha mọi nha màn hình gặp đấy màn hình gặp nè cái này nó vẫn có những cái tác vụ cho mình tức là cái màn hình phụ như này nè phía sau lưng này nó vẫn cho mình một số cái tác vụ cơ bản giống như là ở quay phim chụp ảnh hay là selfie đấy một số tác vụ nha mọi nha cái bản lề gặp thì nó cũng rất là mỏng cái bản lề này mình có cảm giác là không có bị uh, kiểu như là cứng cứng giống như những cái dòng mà samsung á giống như là cái g của samsung thì nó hơi cao còn cái g con này nó rất là phẳng nha mọi nha Đấy, màn hình gập mà giá cực kỳ rẻ chưa đến 5 triệu đồng tính đó là chưa đến 5 triệu đồng phụ kiện em bán ra tặng kèm đó là có một bộ cốc cáp sạc nhanh nha mọi nha trong này không kèm bất kỳ một món phụ kiện nào khác nha chỉ có cốc cáp sạc nhanh thôi Đấy. libero clip nha máy này là máy mới hoàn toàn nha mọi nha lưu ý giùm em đây là máy mới hoàn toàn coi này chạy phiên bản Ion android sẽ là android 13 màn hình của nó độ rộng sẽ được là 6.9 inch nè Đấy. sử dụng cho mình là hai sim nha một e sim và một micro sim RAM thì nó sẽ là RAM 6 và bộ nhớ sẽ là 128 GB nha mọi nha. Đấy. Thì về cái mật độ điểm ảnh của con này nó lên đến là 439 lần nha mọi nha. Đấy, màn hình phụ này nó để độ rộng sẽ được là 1.4.3 inch. Đấy, màn hình phụ này nha. Đấy. hiểu đỡ hệ điều hành thùng là Android 13 rồi. Camera sau sẽ được là 50 megapixel. Em sẽ test luôn camera nha. Đây, camera rất là đẹp nha mọi nha. Nói chung là với cái mức giá này để sở hữu một con máy màn hình cong để mình trải nghiệm thì cực kỳ ok luôn. Đấy, camera con này rất là nhiều chế độ nha mọi người nha dòng này là máy mới hoàn toàn luôn rất là nhiều chế độ chụp ảnh ban đêm này quay video này này kia nọ này. rất là nhiều chế độ trên cái nền tảng camera của con này nha đặc biệt nữa là màn hình gập rất là đẹp đấy rất là tiện lợi nha đấy. màu vàng cũng như là màu trắng thì bên em điều đồng giá là 4 triệu bảy trăm năm nha mọi người nha bốn bảy năm mươi clip nha mọi người nha Tiếp đến thì mình về với một cái dòng máy Boco Ở trên tay em đây là đang là một con Boco X3 NFC nha mọi người nha. Cái này thì mình thu được của khách thôi Đấy Hàng Boco X3 NFC nha mọi người Con này thì bên em thì nó là hàng kiểu như là hàng đã qua sử dụng nha Giá cực kỳ rẻ luôn Ở đây thì phụ kiện bên trong đó, em có tặng kèm đó là một bộ cốc cáp sạc 33W Thật chất là cái này là mình tặng thêm thôi chứ Phụ kiện thì nó không có có Tại vì hàng này là hàng mình thu của, của khách nha mọi người nha Hàng bên em thu của, của khách thôi Em tặng thêm một bộ cốc cáp sạc mới thôi nha Đấy. Đây trên tay em đây là một coi Boco X3 NFC nha mọi nha Đấy. Dòng này thì cấu hình nó cũng khá là đỉnh Nói chung là thật sự là cái dòng của Boco này thì cấu hình nó khá là đỉnh nha Coi này thì đầu tiên thì thiết kế của nó là thiết kế bo tròn nha Cảm biến vân tay tích hợp vào trong nút nguồn nè Đấy. Thiết kế bo tròn Những cái dòng như Xiaomi này thì mình có cầm cảm giác là cầm nắm nó khá là nặng nề trên tay Tại vì những con này pin rất là cao nha mọi nha Con này pin của nó là lên tới là 5.160 lận Đấy. Mọi người sẽ thấy là pin có mức là pin trên 5.000 5160 thao hồ mình sử dụng một ngày là thoải mái luôn nha mọi người nha màn hình này cũng rất là to màn hình 6.67 inch và cái độ phân giải của nó sẽ được là full HD cộng nha mọi người nha Đấy. nó hỗ trợ sạc tối đa cho mình là 33W tức là sạc Super vlc ấy. và sạc đó thì bên em cũng đã có tặng kèm trong hộp rồi đã có tặng kèm luôn nha coi này thì em không kèm ốp lưng Đấy. không kèm ốp lưng nha mọi người nha tại vì mình thu cũ củ khách có một máy thành ra bên em không có kèm ốp lưng nha Đấy. Những cái thông số cơ bản thì như con này nó sẽ sử dụng là CPU được 8 nhân nè RAM thì sẽ là RAM 6GB Bộ nhớ sẽ là 128GB nha mọi người nha Bộ nhớ 128GB Đặc biệt con chip của con này thì con chip của nó sẽ sử dụng là Snapdragon 732G nha mọi người nha Đấy 732G CPU sẽ được là 8 nhân Đấy thoải mái cho mình sử dụng nha Tên thiết bị sẽ là Oppo Core X3 NFC nha những cái thông số cơ bản thì đợt, trước là trong cài đặt thì nó sẽ có hiển thị đầy đủ cho mình hết và đặc biệt trên con này nó sẽ có NFC cho mình quét thanh toán cũng như là xin trắc học trên một số cái nền tảng mà quét thanh toán ngân hàng bên hiện đại bây giờ đấy đó, NFC là có đầy đủ nha mọi nha camera thì của nó cũng khá là đẹp nha camera con này thì rất là ok nha mọi nha phía sau này nó sẽ gồm có bốn camera cái khung camera con này nó hơi sướt xước, xước một tí nha mọi nha đây mình sẽ thấy là những cái khung viền này nó hơi sướt sướt một tí tại vì cái khung này là nó bị gờ lên á tức là cái camera của những con này là nó lồi ra ngoài thì thành ra là nếu như để mình để tiếp xúc như thế này nè thì chắc chắn cái khung camera này sẽ tiếp xúc với lại cái cái mặt bằng trước thì thành ra là nó sẽ bị sức xước ra một tí nha mọi người nha nhưng mà mức giá thì rất là rẻ rồi 2 triệu bảy trăm ngàn cho có kèm theo cốc cáp sạc kia nữa nha mọi người nha nếu như, như quý khách hàng chỉ lấy mấy trần thôi bên em trừ ra thêm 100 trăm ngàn thì chỉ còn có hai triệu sáu thôi nha Poco X3 NFC camera là 64 megapixel và có 3 camera hỗ trợ cho mình còn camera trước thì khỏi chê rồi rất là nét đẹp nha những con này có thể là cho mình chiến game hoặc là trải nghiệm những cái nền tảng game nặng được thoải mái nhau nha Nói chung là vô tư luôn trên Poco X3 NFC thì nó cấu hình nó cũng rất là cao còn chiếc Snapdragon cũng rất là ok đặc biệt cái là pin rất là cao luôn 5.160 nhau người nha pin cực kỳ cao Poco X3 NFC với mức giá sẽ là 2 triệu 7 nha và Oppo Reno 8T 5G 8T 5G thì như ngày hôm qua thì em đã có giới thiệu cho quý khách hàng rồi 8T 5G thì em sẽ có hai phiên bản màu phiên bản màu vàng và phiên bản màu xanh nó là máy mới hoàn toàn hàng này kiểu như là hàng trôi bổ hành của chính hãng sau đó người ta thanh lý ra cho cho mình thôi 8T này là mã quốc tế thì nó sử dụng cho mình là RAM 8G bộ nhớ là 256G chế độ bảo hành thì bên em bảo hành như chương trình của chính hãng luôn bảo hành 1 đổi một ba tháng nhớ máy lỗi cho nhà sản xuất pin bảo hành 6 tháng và phần cứng bảo hành một năm bên em không bảo hành rơi vỡ và rớt nước nha Oppo Reno 8T 5G với mức giá sẽ là 4 triệu 3 000, nha mọi người nha và một cái dòng máy giá rẻ nữa mà em muốn giới thiệu đến quý khách hàng đó là hàng Lenovo Tab nha mọi người nha hiện tại trên tay em đây là Lenovo Tab 38 nha 838 thì lô này em về cũng khá là nhiều lô 838 nha mọi người nha lô này em về rất là nhiều luôn với mức giá thì không đổi nhau nha với mức giá không đổi hiện tại bên em đang không đổi nha những cái con mà màn linh kiện tức là ở đây thì em sẽ có hai phiên bản cho mình lựa chọn giống như trên tay em đây đang là một con máy màn linh kiện nha mọi nha không sử dụng sim bản wifi thôi với mức giá sẽ là 800 ngàn coi này là sử dụng bản wifi nha mọi nha không sử dụng sim và màn này là màn thay nha đấy màn thay thì với mức giá chỉ có 800 ngàn thôi coi này thì mình sử dụng chữa cháy để mình xem phim nghe nhạc này kia nọ là vô tư chứ còn lướt tiktok hay là chơi, chơi game thì chắc là không thể được tại vì cái màn linh kiện rất là giỏi nha mọi người nha cái độ hiển thị con màn này nó không không cao đấy còn nếu như những con máy mà màn zin màn xin sáng đẹp như thế này thì những con này hiện tại bên em đang bán ra với mức giá sẽ là một triệu ba nha mọi người nha một triệu ba cho những con này thì tất cả những cái chức năng tác vụ thì nó đều hoạt động được hết giống như là zalo nè facebook nè uh, tiktok à zalo thì hiện tại bây giờ nó hơi bị hạn chế một tí tại vì zalo nó yêu cầu cái hệ điều hành khá là cao cái độ bảo mật rất là cao nhưng mà vẫn hoạt động được cho mọi người nha ở một cái mức độ nào đấy thì nó vẫn hoạt động bình thường tiktok vẫn hoạt động được chiến game những cái game từ trung bình khá vẫn hoạt động được vô tư nha mọi người nha đó là máy tính bảng lenovo tab ba dòng này thì mình sử dụng giải trí vô tư luôn nói chung là sử dụng giải trí vô tư ví dụ như là mình không cần chơi game hay không cần lướt tiktok mình không cần quá đẹp để mình giải trí nhẹ nhẹ thôi thì mình chọn những con màn thay như thế này thực chất màn thay thì ở đây chỉ có hai có cây thôi nha mọi người nha đấy camera này cái nọ là em bao phủ chức năng hết nhưng mà màn hình thì em không bảo hành tại vì màn này là màn linh kiện nha đấy lên đồng tab 38 nha thì đó là những cái mặt hàng mà bên em cũng vừa mới cập bến trong cái chương trình ngày hôm nay thì vào cuối tuần ngày bên em sẽ về thêm một số dòng máy nữa thì nếu như có những cái dòng máy nào mà kiểu như nó hot cũng như là những cái dòng máy nào mà quý khách hàng yêu cầu nhiều á thì bên em sẽ lên video giới thiệu ngay nha quý khách hàng ở xa mua hàng mình cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em đó là 0971172105 nha thời gian làm việc bên em thì từ 7 giờ 30 sáng cho đến 8 giờ 30 tối hàng ngày trong thời gian làm việc thì quý khách hàng cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em nha